sẽ chia sẻ cái cách mà khi thi bay, nhưng mà bay miễn phí. Wow, cái chuyến đi này sao mà nó đông quá các bạn ơi, đứng xếp hàng từ dưới này nè, lên tút mút ở trên đó luôn đây nè, đó. Chạy hụt hơi luôn á, không biết có kịp không nữa, hy vọng nha. Hello, xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay là KT có một ít việc bên Việt Nam cho nên là bay gấp về Việt Nam. Bay gấp nhưng mà không có tốn tiền vé máy bay thì sẵn hôm nay KT sẽ chia sẻ các bạn luôn. Ở bên Mỹ này, việc bay mà miễn phí là có rất là nhiều bạn biết nhưng mà cũng có rất là nhiều bạn không có biết. Thì KT cũng nhận được rất là nhiều bạn email rồi nhắn tin hỏi cái cách làm như thế nào thì KT sẽ từ từ chia sẻ. Mà lý do khi bay về Việt Nam nay là có một số việc công việc ở bên Việt Nam á các bạn. Lâu lâu thì bay về để thứ nhất là test sản phẩm, thứ hai là có một chút việc cần phải xử lý. Thì trước khi KT chia sẻ về cái cách làm thế nào để bay miễn phí thì cũng mong là một số bạn yêu mến KT thông cảm cho KT, tại vì mình đọc có vài cái comment bình luận là lúc trước là thích KT lắm nhưng mà từ lúc thấy KT cứ bay đi chỗ này chỗ nọ cho nên là không thích nữa và không coi nữa, như bởi vì bỏ gia đình ở nhà. Thì cái này KT cũng xin chia sẻ là đó là công việc các bạn. Có bạn nói khi mà mình tâm sự mình nói là vì mình có công việc cho nên mình bay tới bay lui như vậy, cuộc sống mưu sinh mà các bạn, cho nên là ở đâu có công việc làm thôi thì đâu có muốn bỏ gia đình nhà đâu. Hồi tối hôm qua anh cứ năn nỉ cái chi vậy, mẹ về sớm được không, mẹ đi 3 ngày được không, rồi 5 ngày được không. Anh từ từ tăng lên, giống như là anh nói là đi ít ngày thôi, tại vì anh nhớ khi chi nghe đứt ruột lắm, đứt từng đoạn ruột thật sự mà nói là đau lòng lắm, cũng khóc thương con mình đó, tại vì anh còn nhỏ, bây giờ 11 tuổi rồi, gần 12 tuổi, nhưng mà khi chi biết trẻ con mà lên 14, 15 tuổi là không còn quấn quýt bên cha mẹ nữa mà chỉ thích đi chơi với bạn. Cho nên là mình quý cái thời gian con mình còn nhỏ mà còn quấn quýt bên mình rất là quý. Nhưng mà vì công việc thì mình phải bay. Thì mong anh chị em cô chú nào mà thương KT như ngày xưa thì thông cảm cho KT. Có bạn nói khi mà KT tâm sự, nói lý do tại sao KT phải về, thì bạn đó nói là tại sao chị không làm việc bên đây mà chị phải về Việt Nam làm. Thì công việc mà các bạn, mỗi người có một cái công việc khác nhau. Bạn đó kêu mình sao không làm nail, không làm tóc, làm đó cũng kiếm tiền được. Mỗi người sẽ có một cái khiếu riêng khác nhau nha các bạn. Ví dụ như có bạn là khiếu làm móng tay đẹp, có bạn khiếu làm tóc đẹp. Thì KT sẽ có cái khiếu khác là kinh doanh hay là gì đó. Thì mình không có cái khiếu làm móng tay hay là làm tóc thì không thể nào mình làm mấy đó được. Cho nên là sẵn đây là KT tâm sự cho các bạn biết luôn. Có bạn thì nói tại sao không làm ở bên Mỹ mà phải về Việt Nam. Thì có những cái mặt hàng mà KT không có làm được bên đây thì KT phải làm bên Việt Nam. Chứ nào mà làm được bên Mỹ là làm rồi. Ví dụ như gia vị chấm chéo, gia vị heo quay, những cái nước sốt của KT là do chính tay KT làm ở bên đây, nguyên liệu bên này. Mình làm bên này được, nhưng có những sản phẩm mình không làm bên đây được. Đó, cho nên là lý do mà KT nói với các bạn là có những sản phẩm mà KT làm bên Mỹ không được thì KT làm bên Việt Nam. Nhưng mà mình phải test sản phẩm, mình coi make sure là người ta làm đúng tiêu chuẩn và như những gì KT yêu cầu, cho nên là mình phải bay tới bay lui là như vậy. Cho nên thông cảm giùm KT nha. Cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú nhiều lắm. Và để không làm mất thời gian của bạn thì mình sẽ chia sẻ cái cách mà KT bay, nhưng mà bay miễn phí là như thế nào. Đó là KT có mấy cái thẻ credit card khác nhau. Ví dụ có một cái thẻ KT đang xài nè, là KT có rất là nhiều điểm. Bởi vì khi mà mình sign up á, người ta cho mình tới 100, nếu mà nhớ không làm 100 hay là 120.000 điểm points á các bạn. Thì cái đó là mình đủ, mình book tới 2 vé, mình đi round trip luôn á, chờ vé máy bay của mình á. Tùy mùa nữa nha các bạn, và tùy ngày bạn book của mình. Thí dụ như bạn đi mùa hè thì dĩ nhiên là cái point nó cần phải cao hơn. Ví dụ bình thường là 35.000 point là one way, 70.000 point là round trip. Nhưng nếu như mình đi những cái tháng mà không phải tháng hè, mình đi những cái tháng mà off season á, thì cái point nó xuống thấp hơn. Còn nếu mà mình đi mùa hè, có những tháng là 50.000 point là one way. Nói chung là ý KT nói với các bạn là tùy theo thời điểm bạn bay nữa. Nhưng khi mà mình sign up cái thẻ thì người ta sẽ cho mình 100.000 điểm hay 120.000 điểm, tùy theo cái thẻ. Còn có cái thẻ, mình nói là mình có mấy cái thẻ, có thẻ cho KT 60.000 point, rồi mình xài từ từ mình sẽ có thêm nhiều điểm.
Đó là những cái đó là KT bay miễn phí. Thí dụ bây giờ KT có cái thẻ này mình chia sẻ các bạn nha. Nó rất là dễ, mình sign up tùy theo cái credit score của mình. Nó rất là khó khăn ha. Rồi mình mới được approve là mình có thẻ. Thì trong vòng 3 tháng đầu tiên mình xài khoảng 6.000 hay 8.000 tùy theo thời điểm bạn sign up nữa. Mà mình xài đủ con số đó. Có thẻ chỉ cần có 3.000 cho 3 tháng thôi các bạn. Có thẻ thì cần 5.000, 6.000. Thì sau trong vòng 3 tháng mình xài một số yêu cầu của họ thì mình tự động sẽ có 100 hay 120.000 điểm. Rồi sau đó mình cứ tiếp tục xài. Thì cái thẻ KT đang xài, KT rất là thích. Là tại sao? Bởi vì mỗi lần mình book vé máy bay, mình muốn xe hay mình đi lift đó, thì người ta cho cái point rất là cao. Thí dụ mình book vé máy bay qua cái portal của họ, tức là mình phải sign in account rồi mình book vé máy bay trong đó. Mà vé máy bay thì cũng bình thường như những cái chỗ khác thôi. Thì cái điểm nó tăng lên tới gấp 3 lần hay là gấp 5 lần lận. Đó, ý thì chi là như vậy. Thí dụ giờ bạn xài $1,000 cho book round trip đi, nhưng mà bạn vô trong cái website của cái thẻ này, bạn book thì bạn có được tới 3.000 điểm thay vì có 1.000 điểm như những cái thẻ khác. À, cho nên là cái điểm của KT ấy, các bạn sẽ thấy là mình có điểm rất là nhiều. Tại vì mình đi du lịch nhiều á các bạn. Cứ mình đi du lịch nhiều rồi mình muốn xe hay là mình ăn uống gì á, thì nó sẽ tăng thêm điểm rất là nhiều. Rồi cái điểm này mình có thể book hotel, book khách sạn nè. Rẻ lắm các bạn. Các bạn mà book khách sạn qua cái thẻ này, qua cái portal này, thì cái giá nó lại rẻ hơn là bạn book ở ngoài. Đó. Để khi chi mà có thời gian, khi chi sẽ ngồi xuống. Nếu mà bạn nào thích, nếu mà mình thấy nhiều bạn yêu cầu, thì khi chi sẽ làm. Đó là lý do tại sao khi chi bay gấp nhưng mà vẫn được miễn phí. Trong vòng một tuần lễ mà bạn book vé đi, thì bạn đi ra agency hay là bạn book online ấy, thì cái giá vé rất là mắc. Thì qua bên đây cũng mắc nha, các bạn cũng mắc. Nhưng mà tại vì mình có điểm cho nên là mình đi free, mình đi miễn phí. Đó, miễn phí là tại sao? Là mình không có bỏ tiền ra, mình chỉ đóng một cái tiền phi giống như vài đô, mấy đô hay mười mấy đô, tùy theo cái chuyến mình chọn. Đó là cái phi lệ phí rất là nhỏ so với cái vé là 1.000 mấy 2.000 nha các bạn. Thì sẵn bây giờ KT chia sẻ các bạn luôn là mình book vé free như thế nào. Thí dụ như trong account của KT bây giờ là có hơn 200.000 points từ lúc mình sign up account. Mình mở account người ta cho mình hơn 100.000 điểm rồi, mình xài tới bây giờ là hơn 200.000 điểm rồi. Đó, thì cái này nó lên cũng nhanh lắm, tùy theo bạn xài cho cái gì nữa. Giống như mình nói lúc nãy mình mua vé máy bay thì mình vô trong cái account Chase nè, rồi mình book vé trong đây thì mình có hơn gấp 5 lần điểm. Ví dụ mình book 1.000 mình có 5.000 điểm, đó là hơn gấp 5 lần cho cái thẻ này. Và khi mà mình dùng điểm mình book thì cái chuyến round trip của mình từ thành phố LAX cho tới Sài Gòn thì giá tiền là nếu mình trả thì hơn $1,000 giống như bạn thấy trên màn hình. Còn nếu mà dùng điểm thì 75.000 điểm. Đó là 75.000 điểm mình dùng điểm thì mình không có tốn đồng nào hết. Thì với cái chuyến hành trình của KT đi á, thì nếu như bạn có câu hỏi hay thắc mắc gì cứ để dưới phần bình luận. KT sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Và trước khi đi các bạn nên nhớ phải coi passport của mình còn hạn hay không. Còn hạn ít nhất phải 6 tháng. Và visa luôn, visa cũng coi là còn hạn hay không nha các bạn. Tốt nhất là KT thường thường làm như vậy. Là cái passport, mình bỏ cái visa lên trên cái passport visa về Việt Nam á. Trên passport để mình không cầm. Có ví dụ như bạn apply một cái visa về Việt Nam riêng một cuốn, rồi passport riêng cuốn, đôi lúc dễ bị quên hay là bỏ sơ sót, làm luôn thẳng lên trên cái passport của mình luôn là nó rất là khỏe luôn, mà coi nó có hết hạn hay không nha các bạn. Đó là cách tốt nhất mình nên check. Cái thứ hai, khi mà mình đi tới, đi lên máy bay mà đi cái tuyến đường dài á, là nên, tôi khuyên là nên đem theo cái gói bơm hơi. Cái gói bơm hơi mình sẽ để trên màn hình cho các bạn và mình để link dưới phần bình luận luôn. Bởi vì cái ghế bơm hơi đó nó bằng với lại cái ghế mình ngồi trên máy bay, cho nên là mình ngồi mình để cái chân mình gác lên, nó đỡ mỏi cái chân của mình hơn và mình ngủ cũng dễ hơn. Thì cái gói bơm hơi này á, là KT để liền cho các bạn đúng cái mà KT đang xài, là nó có cái ống bơm nó có cái ống bơm luôn. Và cái ống bơm mình cũng mua mấy loại khác nhau nhưng mà mình thích loại này nhất, tại vì có những cái ống bơm khác bơm rất là khó, còn cái ống bơm này bơm dễ. Và cái túi bơm hơi này cũng giữ hơi lâu, nó lâu hơn những cái khác, mình mua mấy loại khác nhau mà mình thích cái này. Và cái thứ hai là bạn nên đem theo, thì cũng đem theo luôn, đó là cái võng gác chân. Đó, cái võng gác chân nha các bạn. Nếu như mà mình đi chuyến đường ngắn, thí dụ như từ Hàn Quốc về Việt Nam thì khoảng bay khoảng 5 tiếng mấy, thì mình thì mình gợt bơm gói hơi thì mình sẽ là để cái võng gác chân.
đó, cái võng gác chân này, hay là tùy theo bạn, bạn không muốn đem cái gối bơm hơi thì mình đem cái võng gác chân, mà cái gối bơm hơi nó cũng nhỏ lắm, nó rất là gọn, nó xếp lại rất là gọn, còn cái võng gác chân cũng rất là gọn. Có bạn hỏi KT là có chỗ hãng máy bay người ta không cho đem cái gối bơm hơi, thì mình cũng không biết nữa, tại mình đi rất là nhiều hãng như là Asiana, Korea, Singapore, Vietnam Airlines, còn nhiều hãng khác mà mình quên tên, người ta không có nói gì KT hết trơn. Mình chỉ làm bình thường, mình bơm lên rồi mình đắp cái mền mình đi ngủ thôi, và mình lúc nào cũng ngồi ngay chỗ cái window seat, tức là cái cửa sổ, cho nên không có ai nói với KT là không có được dùng cái gói bơm hơi, mình không có nghe nói. KT vẫn dùng được, trừ khi bạn ngồi phía ngoài, theo mình nghĩ là như vậy nha. Thì có thể tùy hãng, hãng nào mà không cho dùng thì các bạn để dưới phần bình luận dùm KT với nha. Thật sự mà nói, lên máy bay KT ngủ không à. Mình ngủ ít nhất là 10 tiếng nha, có khi mình ngủ 11 tiếng luôn, 12 tiếng luôn các bạn. Vừa lên máy bay người ta cho ăn, cái ăn xong là mình ngủ, mình nhai cái kẹo mà ngủ á, rồi mình ngủ cho tới khi mà được giờ ăn kế tiếp là cũng khoảng là 9-10 tiếng sau. Rồi mình ăn xong cái mình ngủ tiếp cho tới khi tới thị trường kế tiếp là khi tiên ngủ không. Cho nên có bạn nói với KT là tại sao mà không có chịu bức vé biết là cái gì thương gia hay là hạng nhất mà đi chi cổ sở vậy, đi cái dạng mà bình thường economy á, bình thường như vậy rồi đem cái gói bơm hơi. Mình giải thích luôn ở trong đây là KT không phải là gia đình giàu có gì hết, và mình sống rất là bình dân, và mình không có muốn tốn tiền đó các bạn. Tại vì cái vé bình thường mà mình đi thì 1,000+ đô đúng không? Nhưng nếu như mình book thương gia là khoảng 5,000 đô, nó mắc hơn gấp mấy lần. Còn hạng business đó là nó tới 10,000+ đi thì nó quá nhiều. Mình thà mình để cái số tiền đó, mình book 1,000+ nhưng mà mình để số tiền còn lại mình có thể là ăn uống và mình mua quà, hay là mình sẽ làm từ thiện, mình cho, mình giúp đỡ người này người kia. Đó là KT thích làm như vậy hơn. Và giống như KT nói lúc nãy á, mình lên máy bay mình ngủ không à. Cho nên là mình không có cần phải đi cái hạng thương gia, trừ khi mình mua được vé sale giảm giá, hay là mình review cho các bạn xem. Nhưng mà mình thấy tự nhiên mình đi lên đó mình review, mình trả thêm 4,000-5,000 mình review, mà không biết các bạn có thích hay không nữa. Có nhiều bạn không có thích KT làm vậy. Thực sự mà nói, mỗi lần KT mà mặc đồ đẹp lên hay là review những cái gì mà sang sang thì nhiều bạn lại không thích KT làm như vậy. Cho nên KT thấy cũng không có, không muốn bỏ thêm 4,000 đô để mà review cái hạng ghế business class nha. Còn bạn thì bạn nghĩ sao? Bạn nghĩ KT có nên review không? Thì để dưới phần bình luận. Nếu thật sự mà mình thấy nhiều bạn yêu cầu KT review quá những cái hạng ghế thương gia business hay first class thì để dưới phần bình luận, KT sẽ làm. Ở những cái video kế tiếp KT sẽ chia sẻ tỉ mỉ hơn. Thì đó là những món nè, ok, phải cần có passport và visa, phải còn hạn, và nhớ đem theo cái gối bơm hơi và cái võng gác chân. Đó là mấy thứ mà rất là quan trọng. Và nhớ là nếu mà được thì đem snack, ví dụ như đem bánh mì hay đem gì snack, bởi vì dành cho bạn nào mà không có ngủ như KT, tức là thức lâu quá thì đói bụng, mà người ta có thể cho ăn khoảng 2 lần hay 3 lần mà bạn đói thì bạn có thể đem theo mì ly. Mình có đem theo mì ly tại mình thèm mì ly, nói là chảy nước miếng, mình thèm cái mì gói làm bằng trái thanh long, cho nên là mình đem theo lát mình ăn. Và bạn nào mà ví dụ như mình thích ăn gì mình đem theo chả lụa, đem snack theo, để mà mình thức á, mình có mình snack. Còn KT lên đó là mình nói thiệt, mình ngủ thôi các bạn ơi. Và bây giờ mình chia sẻ tới đây rồi, bây giờ KT tới giờ boarding rồi, mình lên trên máy bay rồi mình sẽ chia sẻ tiếp nha. Có một điều các bạn lưu ý nha, nếu như mà bạn về Việt Nam mà bạn đi taxi mà không có tiền Việt Nam để trả đó, thì nên đổi ở bên này. Mà đổi bên này thì mình không biết các bạn đổi đâu, thì mình thấy trên Facebook người có nhiều chỗ người ta đổi lắm. Mấy em mà có dư tiền thì đổi, nếu được thì đổi một ít, bởi vì bạn ra phi trường LAX cái giá thì rất là rẻ luôn. Ví dụ như hiện tại bây giờ mình thấy ở trên website người ta để 100 đô là 2,4 triệu, nhưng nếu như mà bạn đổi ở phi trường LAX là chỉ có 1,5 triệu thôi các bạn. Tưởng nổi không? Đúng 1,5 triệu thôi, đưa người ta 100 đô, người ta đưa lại 1,5 triệu thôi, thì cái đó là quá rẻ luôn. Người ta ăn lời tới 900,000 ở trong đó luôn. 900,000 thì cũng cỡ là nhiêu, 40 đô phải không ạ? Là cũng nhiều á. Cho nên là tốt nhất là mình đổi ở đây, ở ngoài phi trường, mình đổi ở đâu á, mình ra nhà băng thử coi người ta có không. Còn không thì bạn về tới phi trường ở bên Việt Nam sân bay á, bạn đổi một ít để đi taxi
tại vì phải có tiền mặt thì mình mới đi taxi được. Trước khi vô mình ghé Starbucks mua ly cà phê sữa đá uống nha. Rồi mình chia sẻ cái công thức cà phê sữa đá uống ở Starbucks ngon thần sầu như thế nào. Lúc trước khi thì có chia sẻ rồi đó, nhưng mà giờ chia sẻ lại cho dành cho bạn nào mà thích uống cà phê sữa đá mà không biết pha. Có bạn chia sẻ với Kitty mắc cười lắm, nói là lúc mà Kitty lên video cách chia sẻ cà phê muối và cà phê sữa đá của Starbucks, thế là toàn giống như là toàn nước Mỹ luôn, là rất là nhiều bạn ra order giống vậy. Tới nỗi mà cái bạn đó ở bên Virginia, bạn nói là vừa vô nói là pha ly cà phê giống vậy nè, đã nói là ok là phải từ come from California phải không? Tức là nó nổi tiếng vậy luôn á các bạn. Bạn nào thích uống cà phê muối ở trong Starbucks á, thì cũng có công thức đó luôn nha, ngon lắm. Đây là công thức khi thì pha cho vừa khẩu vị của mình á, là 4 shot espresso, 6 cái pump white mocha và 3/4 inch sữa half and half. Thì nếu như mà bạn không có thích uống giống như là bạn thích uống đậm đà thì bạn cho 5 shot nha, 5 shot espresso. Còn khi thì không có thích uống quá đậm nha các bạn, này là vừa khẩu vị của mình và nhiều bạn thích lắm. Còn bạn nào có bạn nói là 6 pump ngọt so với khẩu vị của bạn thì bạn cho ít lại. Giống như say gì 6 pump white mocha mình cho 5 pump thôi hay là 4 pump. Nhưng mà bạn nào mà giống như là thích uống trà sữa như Katie đi, bạn thích uống trà sữa mà bạn uống thích uống cà phê sữa đá mà không phải quá ngọt hay quá đắng thì bạn thử cái công thức này xem sao. Chụp màn hình này lại rồi đưa cho người ta sẽ làm ha. Wow, cái chuyến đi này sao mà nó đông quá các bạn ơi. Đứng xếp hàng từ dưới này nè, lên tuốt nè các bạn nhìn nè, lên tuốt mút ở trên đó luôn đây nè. Đó. Wow. Ôi ôi các bạn coi nè. Ủa bây giờ là hết Tết rồi hay là có Tết ở bên Hàn Quốc ta? Có bạn nào biết, tại vì Tết Hàn Quốc khác ngày của mình á, không chừng người ta về quê ăn Tết cho nên mới đông như vậy luôn á. Nhưng mà mình cũng nghe giọng nói của Việt Nam cho nên là có người Việt ở đây luôn nha các bạn. Người Việt đi cũng đông. Chọn cho các bạn coi nè, người ta delay 1 tiếng đồng hồ do lý do là bị trễ chuyến bay trước đó. Ôi ôi, bây giờ mình hy sinh mình quay cho các bạn xem, mình mới đi vô mình đứng xếp hàng đó các bạn nhìn. Còn thôi khỏi xếp hàng cũng được, mình nghĩ chắc khỏi xếp hàng các bạn ha. Tới lúc mà khi nào mà người ta đi vô hết rồi mình cuối cùng cũng được. Đứng xếp hàng, dài quá, mình đợi tới mình là người cuối cùng luôn á. Người ta lịch sự lắm, cái hãng này á mình thấy lịch sự là bởi vì người ta có để cái đôi dép ở trong này cho mình nè. Và có luôn kem đánh răng, bằng chải đánh răng luôn nha. Mà hên ghê, tại vì mình quên, mình không có đem theo, mình bỏ, lỡ bỏ vô hành lý check in á các bạn. Cho nên là ở dưới sợ luôn á. Đôi lúc mình bận, mình gấp quá cái là mình không có nhớ gì hết các bạn. Rồi, bây giờ tạm thời mình chia tay Los Angeles nha. Hãy ngồi gạt mũi nó gặp ha. À, các bạn ơi, khi đi máy bay á, các bạn nhớ đem theo một cái này nha. Cái này là cái giấy ướt mà có diệt trùng, diệt khuẩn được luôn. Tức là mình lau chùi, nên là mình nhớ mình phải lau chùi cái màn hình nè. Màn hình rồi mình lau chùi luôn mấy cái bàn ăn nè, cho nó gọi là khử trùng. Ngồi khoảng chừng một tiếng hồi là người ta sẽ cho mình ăn nha các bạn. Mình đợi cho người ta cho ăn xong rồi mình sẽ đi ngủ. Người ta có hai món, một là ăn steak, hai là ăn cơm trộn. Mình chọn cơm trộn thì mình đang thèm cơm nè, cơm Hàn Quốc, thế là cơm trộn. Người ta có chỉ mình ăn cái cách ăn cơm trộn nữa nè. Làm có một tay. Đây, này là tương ớt Hàn Quốc ha. Mình bỏ xíu cơm thôi để ăn nhiều rau. Lên máy bay mình chỉ thích ăn món cơm trộn Hàn Quốc rồi các bạn. Món này là nó ngon nhất.
dễ ăn và hấp dẫn ghê. Mời các bạn nha. Không là thèm cơm các bạn. Đi chơi về thèm cơm nữa sợ. Ta cho mình cái chén canh rong biển nữa. Ngon. Có luôn cái món củ cải nữa nè. Củ cải ngâm của người Hàn Quốc á, ăn cùng ăn chung với là cơm trộn ngon lắm. Người ta cho mình cái miếng trứng nữa nè. Mỗi lần mình đi hãng máy bay của Hàn Quốc là khi đi ăn cơm trộn, tại vì rút kinh nghiệm những cái món khác mình ăn thấy được chứ không có thèm các bạn. Cơm trộn là ăn được nhất và có nhiều rau á, ăn nó cũng healthy hơn. À mình nhớ rồi, mình có đem theo cái bịch xịt vào rong biển sấy này nha, ngon lắm các bạn. Mình chở vô đây. Mới đầu mình đem mình định ăn không, tại cái này ăn không ngon lắm, nhưng mà trộn với cơm là bá cháy luôn á. Có đem theo chả lụa với là chả chiên theo ăn nè. Ăn cho nó đỡ ngán. Trời ơi, ngon chưa các bạn? Cái rong biển sấy khô này ngon lắm á. Cái tô này là bằng sành nha các bạn. Đẹp ha. Bây giờ là ban ngày cho nên là còn sáng trưng. Ăn xong cho dù ban ngày ban đêm thì mình cũng sẽ đi ngủ nha các bạn. Ăn xong là mình bơm cái gói bơm hơi. Cái này là gói bơm hơi nè các bạn. Là mình ngủ nha. Đây các bạn, sau khi mình bơm hơi là nó sẽ nhìn như thế này. Nó bị hơi xì hơi chút xíu, mình bơm cho nó căng ra hay là mình bơm gì cũng được. Đó, thì mình bơm xong là nó sẽ bằng với cái ghế của mình như thế này. Rồi mình gác chân lên đây mình ngủ. Rất là thoải mái luôn. Và bây giờ mình tạm thời mình đi ngủ nha. Hẹn gặp các bạn lát nữa nha. Ngủ một giấc xong giờ người ta đưa đồ ăn. Thank you. Này, nhanh dễ sợ luôn á. Chưa kịp tỉnh luôn là người ta đưa đồ ăn nữa. Đây, người ta có món cơm gà. Mình thấy phục vụ của hãng hàng không Asiana mình thấy rất là tốt, mình thích. Hãng bay mình đi hôm nay là Asiana nha các bạn. Có ít trái cây nè, cũng đỡ. Ta nướng. Đây là gà công nghiệp nha. Có rau ăn là mừng lắm mà. Kịp chuyến bay không các bạn? Tại vì máy bay đi trễ mà mình chỉ còn có 10 phút từ đây qua bên máy bay qua cái cổng khác. Trời ơi, sao nghi quá. 10 phút không biết sao mà chạy kịp luôn á. Chạy hụt hơi luôn á. Không biết có kịp không nữa. Hy vọng nha. Kịp các bạn ơi. 7:25 bay mà 7:11 mình mới vừa bước vô trong cái cửa thôi à. Chưa lên máy bay nhưng mà người ta cho vô. Oh my goodness, chạy quá trời. Cuối cùng cũng lên máy bay được các bạn. Hiện tại bây giờ là 7:15 tối ở bên Hàn Quốc nha. Mình về tới Việt Nam mình nghĩ chắc khoảng 11 giờ mấy đêm á, rồi đi ra không biết mấy giờ luôn đó. Bây giờ bắt đầu chuyển bánh tạm biệt Hàn Quốc. Hẹn ngày gặp lại nha.
Rồi khoảng chừng 1 tiếng là người ta có đồ ăn nha các bạn. Và đây là phần đồ ăn. Tôm với là cơm chiên. Công nhận mình thích mấy cái nĩa của họ ghê á, nó đẹp mà nó sạch lắm các bạn. Cái này tôm chiên. Tôm chiên ha, bột nhiều lắm nha. Đấy, ô con tôm nó chích nậy vào nhưng mà bột quá trời luôn. Có bánh nè, rồi có rau nè, bánh mì. Bánh mì với bơ. Bánh ngọt các bạn, ngon lắm các bạn. Béo. Mấy cái viên này ăn được nè, nó giòn giòn ngọt ngọt. Ngon các bạn. Còn cơm chiên tôm ăn được thôi à. Cái bánh nó không có quá ngọt. Nó béo béo ăn đã ghê. À, bây giờ mình lấy hành lý và mình ra nha. Rồi mình chia sẻ với các bạn là có gặp trục trặc gì không. Tại vì kỳ này về khi đi gấp không có mua quà hay là dầu thơm hay là điện thoại hay là cái gì hết. Cho nên là mình đi qua chắc cũng không có tới nổi. Hôm nay mình đi ngày thường mình thấy không có đông lắm nha các bạn. Có thể là Katie ra sớm hơn những người khác đó. Cho nên là người ta chưa có chạm xuống đó. Chứ bình thường là mình thấy đông lắm đó. Cái chuyến bay của Katie đông lắm. Mình đi ra không có bị gì nha các bạn. Giống như là tại vì Katie không có đem gì cho nên ra không có bị gì hết. Ồ giờ này mà người ta còn đón thân nhân đông dễ sợ luôn. Thì Katie có một lời khuyên chân thành là mình thấy có nhiều bạn bị dịnh lại. Để lát mình chia sẻ để cho bạn tránh ha. Đỡ tốn tiền. Giờ này mình thấy vẫn còn đông dễ sợ luôn nè các bạn ơi. Nè đông dễ sợ không? Quay về bị giật điện thoại không nào không hay á, nhưng mà thôi quay lẹ cho các bạn nha, rồi mình tạm biệt các bạn. Nghĩa là có nhiều bạn mình thấy bị dịnh lại là đem cái gì giống như là mấy cái máy á các bạn, mấy cái máy giống như laptop điện thoại, hay là những có bạn bị dịnh lại là đem mấy cái tượng rồi đó, mấy tượng nhỏ nhỏ đá rồi đó, bị phạt nha. Không phải phạt mà là mình phải đóng tiền rồi cũng mắc mấy trăm đô luôn á. Cho nên là nếu như mà bạn muốn đem gì mà đem mấy cái tượng nhỏ 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 mà đem về chân thì Katie nghĩ không nên. Tốt nhất thì thôi đem ra ngoài kho rồi cho người ta ship về. Còn mấy bạn mà dịnh lại toàn là cái gì đâu không à. Có mấy người ở đâu giống như ở bên Trung Quốc hay sao á, người ta đem mấy cái đôi dép mà hình như là đem cái vỏ rất là bự cũng bị dịnh lại luôn nha. Hình như đem số lượng nhiều á. Cho nên là Katie đi là không có sao hết, đi ngang là đi qua thôi hả. Và các bạn ơi bây giờ là khi chị phải đi về khách sạn, bây giờ đuối quá trời luôn, mắt mở không lên luôn, mệt quá. Cho nên là tạm thời chia tay các bạn ở đây nha. Khi chị sẽ cố gắng làm việc, mỗi ngày mình làm việc tranh thủ mình làm xong thì mình sẽ đi quay chia sẻ các bạn những cái địa điểm nào mà bạn thích thì cứ để dưới phần bình luận. Khi chị sẽ cố gắng đi quay. Có bạn yêu cầu khi chị quay buffet thì sẽ lần này khi chị sẽ cố gắng đi quay 1-2 cái buffet cho các bạn nha. Tại vì kỳ này về mình cũng hơi bận, mình đi hơi vội vã cho nên là không biết có thời gian quay nhiều không, nhưng mà sẽ cố gắng. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Mến chúc các bạn có một ngày vui vẻ, ăn làm là hạnh phúc. Thank you for watching. Bye bye, see you next time. Nếu mà được bạn nào có nhu cầu, nhất là mùa lễ này nè, mà mua một món quà ý nghĩa tặng cho ông bà, cô chú, hay là cha mẹ, hay là vợ, người yêu, đó là Katie thấy hắc nhân sâm mà Katie đang uống nè các bạn ơi. Mỗi ngày Katie uống một ly buổi sáng để cho nó giúp cơ thể của mình. Mình mà không uống là các bạn thấy người mình nó mệt mỏi lắm. Bây giờ mình uống xong thì mình cảm thấy mình có sức lực, có động lực, có năng lượng để mình làm hơn. Nhất là những bạn mà làm nail, làm tóc mà ham làm quá mà làm biếng ăn á, thì có thể nhai một miếng sâm, cái củ sâm này nè, nhai một miếng để cho nó có sức. Còn sáng mà xuyên á thì làm ly như thế này nè các bạn, pha sâm với là mật ong uống. Sâm này rất là tốt nha các bạn. Mình đã thử qua và mình thí nghiệm cho các bạn mấy tháng nay rồi, cho nên mình mới dám giới thiệu và mình mới đem về tiệm bán.
Thì nếu như mà bạn ở Mỹ, tiệm có ship xuyên bang toàn nước Mỹ, free ship nếu bạn mua minimum là 299, hiện tại đang có giảm giá. Một cái hũ sâm như thế này bình thường nếu mà bạn mua trên Amazon là 499, nhưng mà đang giảm giá ở tiệm tạp hóa Bảy Bosa là 299, được free ship cái hộp này. Còn sâm cũ, sâm cây á, là 8 cây sâm như thế này á các bạn, mà cái món quà có ý nghĩa luôn, mà đang giảm giá từ 300 còn có 179 mà thôi. Còn nếu mà bạn nào ở Canada, ở châu Úc, châu Á, ở Việt Nam đi, bạn muốn ship thì cũng có ship luôn nha các bạn. Thì bạn gọi số phone khác dùm KT, đó là ở tiệm vàng PJ Jewelry ở trong chợ Lucky Seafood á, bạn gọi vào thì người ta sẽ ship ra ngoài nước Mỹ. Các bạn có thể gọi vào là người ta sẽ ship cho các bạn. Cái giảm giá này rất là nhiều, tại vì sau lễ này là công ty sẽ không còn giảm giá này nữa. Cho nên là nếu mà bạn thấy có nhu cầu mua cho cha mẹ đi, cha mẹ mình đau nhất, người lớn ta hay bị đau nhất xương khớp, đau nhất và mệt mỏi và không thấy có năng lượng á, mình nên mua mình tặng cho cha mẹ, ông bà, cô chú. Và các bạn ơi, sâm cho trẻ em cũng về rồi nè các bạn ơi. Trong thành phần của sâm trẻ em là có nhung hương New Zealand, hồng sâm cô đặc 6 năm tuổi, có thịt gà, heo, thịt bò, tôm, cua hào, bào ngư, chai sữa, cà chua, đậu nành, lúa mì. Công dụng là giúp phát triển trí não, giảm tăng căng thẳng và tăng khả năng tập trung cho trẻ em, và giúp cho trẻ em hấp thụ canxi, tăng trưởng chiều cao, ngăn ngừa các bệnh về xương khớp. Và mình rất là thích đó là gì? Đó là tăng chiều cao đó các bạn ơi. Và ở trong đây cũng giúp cho trẻ em được tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng, hạn chế tình trạng cảm cúm và cũng là sổ mũi ở trẻ em nữa. Rồi cải thiện tình trạng biếng ăn, tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng cho bé và giúp cho bé ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa, ngăn ngừa chứng khó tiêu, làm thanh lọc và giải độc gan cho bé. Thì thường giá gốc là 160 đô, nay giảm xuống còn 120 đô cho mùa lễ này nha các bạn. Sâm này đang rất là hot luôn á, cho nên là rất là nhiều cha mẹ mua cho con của mình, giúp cho các bé giảm căng thẳng và giúp cho phát triển trí não và hấp thụ canxi và nhất là tăng trưởng chiều cao á các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm nha. Nếu mà được thì mua ủng hộ KT nha. Xin thông cảm cho KT là mình làm kinh doanh, kênh của mình là chia sẻ nấu ăn, chia sẻ đó đây tin tức giống như cuộc sống anh ta và review nhà hàng, nhưng mà mình cũng có kinh doanh, cho nên là thông cảm cho KT là đôi lúc KT chia sẻ gì và những món hàng mà đang giảm giá ở tiệm á, thì thông cảm cho KT nha. Nếu mà có nhu cầu thì mua ủng hộ KT, còn nếu không thì bỏ qua giùm KT, đừng có la KT nha. Thì mình kinh doanh cho nên là mình sẽ giới thiệu những gì mà mình đang buôn bán nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm, mến chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Phải công nhận gương mặt có sáng sủa hài hòa hay không thì cũng cần phải có một cặp chân mày đẹp hợp với gương mặt của mình. Chân mày cũng giúp mình tỏa sáng. Ngày trước mình đi xăm chân mày lỡ bị chỗ xanh và đỏ, đi sửa nhiều lần nhưng không được. May sao mình biết được em Kelly Hà, chuyên gia phun xăm thẩm mỹ, thế là mình đến làm liền, làm xong vô cùng hài lòng. Kelly Hà là địa chỉ thẩm mỹ uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp, luôn đón đầu các xu hướng thẩm mỹ hiện đại với kỹ thuật mới, với các dịch vụ làm đẹp như phun môi, phun đông mày, phun mí, sửa lông mày, chỗ xanh, chỗ đỏ. Với mục tiêu luôn hướng tới vẻ đẹp tự nhiên một cách hoàn hảo, Kelly Hà mang đến cho khách với cam kết không đau, không sưng, không kích ứng và không chảy máu, an toàn tuyệt đối, màu mực tự nhiên, bền đẹp theo thời gian, không cần kiêng khem, đẹp ngay sau khi làm. Đặc biệt có giảm giá từ 50 cho tới 100 đô tùy từng dịch vụ. Đặt lịch ngay để nhận được ưu đãi và tận hưởng các dịch vụ tốt nha. Tiệm trang sức PJ Jewelry nằm trên lầu 2 của Phước Lộc Thọ tại Bosa có những chương trình giảm giá cho tất cả các sản phẩm từ 50-65%. Kim cương US 1, 1 carat giá thường là 900, nay giảm còn 450 đô. Kim cương chiếu lấp lánh y như kim cương thiên nhiên và có certificate như GIA kim cương. Những trang sức bạc Italy giảm 65%. Những vòng trầm hương 108 hạt loại thiên nhiên giá thường 900, nay giảm còn 300. Trầm hương được xem là tinh hoa mẹ thiên nhiên dành tặng cho nhân loại và còn là đại diện cho một tâm hồn hướng thiện, ái và an yên giữa cuộc sống đầy thách thức. Thật không khó để thấy rằng đeo trầm hương 108 hạt có ý nghĩa vô cùng tích cực, tác động đến đời sống con người. Lễ sắp đến mà không biết mua gì tặng cho cha nè, cho mẹ, cho vợ hay người yêu, bạn có thể ghé tiệm PJ Jewelry để tham khảo. Hiện tại tiệm có free ship toàn nước Mỹ. Nếu bạn ở gần khu Bosa hãy ghé tiệm nằm trên Phước Lộc Thọ, tầng 2 trên lầu nha, hay gọi 714-726-9911. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.